Thưa quý vị, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là quyết liệt xử lý vi phạm. Do đó, năm 2023, số vụ vi phạm trật tự xây dựng đất đai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được kéo giảm đáng kể. Đây cũng là giải pháp chủ yếu để thành phố Vũng Tàu phát triển đô thị bền vững, theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2023, qua kiểm tra, ngành chức năng thành phố Vũng Tàu phát hiện trên địa bàn phường 5 có 5 công trình vi phạm trật tự xây dựng khu vực ven biển với tổng diện tích khoảng 900m². Tăng cường tuyên truyền, vận động, đến nay hầu hết các chủ đất đã và đang tự nguyện tháo dỡ, khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu. Ngoài xử lý các công trình vi phạm trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường 5 cũng quyết liệt xử lý 45 công trình vi phạm trước đó. Người dân nhìn nhận lại cái sự quyết liệt của lãnh đạo phố với lãnh đạo phường. Phường từ lúc mà phường mà tổ chức cưỡng chế một vụ á, thì dân nhìn vào cái sự quyết liệt đó thì người dân tự chấp hành. Phường cũng đang cố gắng thuyết phục, vận động dân tiếp tục thực hiện. Là một trong những điểm nóng về trật tự xây dựng đất đai của thành phố Vũng Tàu, nhưng nhờ sự trợ lực trong công tác nắm bắt tình hình, phát hiện sớm, nên trong 11 tháng năm 2023, cả 88 trường hợp vi phạm tại phường 11 đều được ngăn chặn xử lý nhanh, trong đó 39 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính. Khi phát hiện hành vi vi phạm là xử lý ngay từ ban đầu. Cái việc mà xử lý nhanh ngay từ ban đầu thì sẽ nhằm giảm cái thiệt hại cho người dân khi mà những cái công trình đã hình thành và đưa vào sử dụng. Thì đối với các lực lượng của phường 1 thì chúng tôi cũng rất quyết tâm, và cũng trong cái thời gian vừa qua với cái sự vào cuộc cả hệ thống chính trị như vậy thì cái tình hình vi phạm thì cũng kéo giảm rất là đáng kể. Nhằm xử lý triệt để những vi phạm về trật tự xây dựng đất đai, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các phòng ban, phường, xã thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý ngay các công trình vi phạm khi vừa mới manh nhà, nhằm giảm thiểu thiệt hại về vật chất, đồng thời chủ động ra soát các công trình đã có quyết định cưỡng chế mà chưa thực hiện cưỡng chế thì tiến hành cưỡng chế sớm theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn. Song song đó, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã liên tục có mặt ở những điểm nóng vi phạm để kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn địa phương xử lý vi phạm, linh hoạt đồng bộ lẫn quyết liệt trong xử lý các công trình vi phạm bằng hình thức vừa tuyên truyền, vận động, vừa xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thu hồi. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng đất đai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có chiều hướng giảm. Trong năm 2023, thành phố Vũng Tàu đã ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, giảm 15 trường hợp vi phạm so với năm 2022 đối với vi phạm về đất đai. Số vụ vi phạm hành chính là 83 trường hợp, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2022. Thành phố cũng đã ban hành các quyết định xử phạt, nhiều trường hợp đã khắc phục hậu quả theo quy định.